ông nguyễn phú trọng và những đồn đoán bị ám sát ở kiên giang giá mà ông không gọi những người đòi cải tổ chính trị là suy thoái đạo đức giá mà ông không nhất quyết giữ cho bằng được sở hữu toàn dân về đất đai và kinh tế nhà nước chủ đạo trong cả văn kiện đảng lẫn hiến pháp giá mà ông không toàn tâm toàn ý đặt quốc gia vào một lộ trình mà chính ông cũng không biết khi nào mới tới đích lộ trình xã hội chủ nghĩa. Giá mà ông chỉ tập trung vào đốt lò, thì khi ngã xuống bởi bệnh tật hay tai nạn, với ấn tượng trong sạch trong mắt không ít người, lời thương xót hẳn đã át đi tiếng bấc tiếng chì. Không chấp nhận cải tổ chính trị nghĩa là không có báo chí tự do lẫn tư pháp độc lập, trong lúc thông tin không minh bạch, hội đoàn dân sự không được mở mang. Tinh thần công dân và liêm chính công chức không được vun đắp thì làm sao chống được tham nhũng lâu dài và hiệu quả? Tương tự, sở hữu toàn dân về đất đai và kinh tế nhà nước là chủ đạo là gì nếu không phải là hai cỗ máy củi hóa hàng loạt cán bộ khi đặt họ trước khối công sản cực kỳ to lớn mà họ dễ dàng chiếm lấy cho bản thân, gia đình và bè phái? trong khi các vũ khí phòng chống tham nhũng nêu trên đã bị vô hiệu hóa. Đó là chưa kể trên đường chiếm đoạt những nguồn lợi lộc vốn không thuộc về mình, nhất là đất đai, những cấu kết quyền tiền, nhân danh hiến pháp và pháp luật đã để lại làng trên xóm dưới biết bao oan khiêm ngút trời. Cuối cùng, ai cũng có quyền giữ quan điểm và theo đuổi niềm tin của mình về con đường mà Việt Nam nên đi xong một khi đã vũ trang quan điểm cho mình bằng bạo lực chấn áp củng cố niềm tin của mình bằng cách bắt buộc người khác phải im lặng trong sợ hãi chứng minh chỉ duy nhất mình đúng bằng lao tù cho những người trái ý thì dẫu có tôn trọng thanh danh trong sạch của người đó đến đâu đi chăng nữa cũng phải gọi họ là độc đoán mà bất kỳ nền độc đoán nào đến lượt nó cũng là mảnh đất màu mỡ cho tham ô, tham nhũng. Tóm lại, cũng như chẳng ai thực tâm muốn nhổ cỏ mà chỉ cắt ngọn, rồi lại còn bón phân, vun gốc và xới đất xung quanh. Thật dễ hiểu khi có người nghi ngờ thực tâm chống tham nhũng của người đốt lò, khi thấy ông bảo vệ đến cùng cỗ máy củi hóa hàng loạt cán bộ và thường xuyên tiếp thêm năng lượng để cỗ máy đó hoạt động. Mà dẫu không nghi ngờ thì cũng có lý do để tin rằng lửa chẳng cháy được bao lâu nữa, khi mà người đốt lò sớm muộn cũng phải thay ca, biết đâu khi đó củi lại gác lò. Về tin đồn ông Trọng bị ám sát ở Kiên Giang, từ những nguồn tin thế nào thì bạn đọc nên thẩm tra. Bệnh tình của ông Trọng là do tuổi cao, làm việc nhiều, xuất huyết não không có gì lạ. Cái này tôi đã nói từ hồi ông nhậm hai chức vì tuổi tác thế, làm việc căng thẳng, diệt trừ toàn cỡ bự thì đầu óc không càng mấy lạ, ông đột quỵ hay gì đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Người già như ông bị xuất huyết não dù nhẹ thì cũng phải nằm điều trị lâu dài. Việc một người quan trọng như ông đi đâu là có lịch cả tháng, cảnh vệ và ban bảo vệ chính trị nội bộ xem xét lịch trình đi, tính toán mọi chi tiết khả năng rất kỹ. Nhiệm vụ ông sắp đi Trung Quốc, bên ban đối ngoại trung ương còn đi với cảnh vệ và ban bảo vệ chính trị nội bộ xem xét các điểm, họ cũng đề phòng Trung Quốc nói gì ông không nghe, nó thịt ông. Việc tung tin nhà 3X ám sát thực ra là mũi tên nhắm hai đích, tin như thế thì vai trò của ông Phạm Minh Chính sẽ bị đánh dấu hỏi nghi ngờ, trách nhiệm ở đâu mà để ông trọng bị ám sát. Từ hôm ông trọng ngã bệnh có duy nhất ông chính bay vào, đi sát ông như hình với bóng, là bởi nhiệm vụ của ông ấy phải thế. Bây giờ trong số ứng cử viên tổng bí thư, chủ tịch nước, ông chính cũng là ứng cử viên. Việc giới thiệu người kế nhiệm thì người tiền nhiệm có quyền khá ảnh hưởng. Ông Tư Sang là chủ tịch nước, nếu ông trọng không đưa tên người kế nhiệm thì ông Sang sẽ đưa. Vì thế ông Tư Sang bỗng nhiên khi ông trọng lâm bệnh ông sang đi vung vít khắp miền nam chi tiền triệu đô làm cầu cống tiền đâu ra không quan trọng quan trọng là kiểu xuất hiện làm vây ở thời điểm này trung ương và bộ chính trị đang đầy âm mưu tìm người kế nhiệm riêng tôi mong ông trọng khỏe và làm thêm nhiệm kỳ nữa vì giờ chả biết người lên thay có đốt lò được như ông hay không bài viết của facebooker Nguyễn Anh Tuấn và Bùi Thanh Hiếu